Ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn làm ra một đoạn phim, có nghĩa là các bạn đi camera xong rồi đấy, sau rồi các bạn quay xong rồi, bây giờ các bạn sẽ xuất ra hình và các bạn ráp những cái hình đó lại để cho thành một đoạn video. Thì đầu tiên mình sẽ nhắc lại là mình đang sử dụng cái bộ công cụ render tên là V-Ray. Thì các bạn để bật cái bảng render setup này lên, cái thứ nhất là các bạn nhấp vào cái biểu tượng cái ấm trà và cái bánh răng ở đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn nhấp vào menu rendering, sau đó chọn render setup và phím tắt của nó là F10. Bây giờ thì ở cái bảng này nó khá là nhiều những cái mà các bạn có thể đọc, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể thôi, có nghĩa là cần phải làm cái gì, còn lại là để mặc định hết. Còn chuyên về những cái render mà chuyên sâu á thì mình sẽ đi đi vào từng từng cái ở trong những cái chuyên mục animation nâng cao. Thì ở đây đầu tiên là các bạn hãy chú ý đến cái khung mà area renderer này nè, tức có nghĩa là bây giờ các bạn phải xác định là các bạn đang chuẩn bị render ở khổ nào. Ví dụ như thông thường thì mình sẽ chọn khổ HD, nó có những cái chuẩn như là Full HD, HD và những cái nhỏ hơn nữa. Còn những cái chuẩn như là ở rạp á, cine á, thì có những cái chuẩn ở đây, thì nó cũng chỉ là cái tỷ lệ khung hình thôi các bạn, nó cũng chỉ là cái tỷ lệ khung hình thôi. Thì các bạn có thể chọn nó tùy thích. Trong cái bài giảng này mình sẽ nói về HDTV, có nghĩa là chuẩn HD. Bây giờ tiếp theo là chúng ta hãy tắt cái này đi, và bây giờ chúng ta hãy tạo những cái vật đơn giản nhất, như là cái ấm trà đi chẳng hạn, cái ấm trà, rồi một cái camera. Chưa, chúng ta hãy áp vật liệu cho nó một cái vật liệu đơn giản đã. Đây, cho nó một cái vật liệu đơn giản. Bây giờ mình sẽ thêm một cái vật liệu khác đi. Mình vừa nhấn chữ A đấy các bạn, có nghĩa là mình chọn cái vật liệu này, nhấn nhấn chữ A thì nó sẽ áp vào cái vật liệu mình đang chọn thôi. Cái này thì chọn vào base, còn cái flag này thì chọn vào code. Rồi flag này mình chọn vào màu xanh đi. Ok, giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường ánh sáng bằng HDR nhé các bạn. V-Ray Mask HDR, HDRI. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cái map HDRI. Ở bài trước thì chúng ta đã chọn map này và map này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái map có cây đi. Rồi, một cái map có cây. Bây giờ chúng ta vào rendering, vào environment. Thì có thể là các bạn có thể nhấn phím tắt là phím số 8. Rồi, bạn chỉ cần kéo thả vào đây cái phần environment map instance nha các bạn. Bước thứ hai là các bạn chọn spherical là xong. Là xong rồi. Bây giờ các bạn render thử. Hãy render thử. Và để render các bạn nhấn vào biểu tượng render production ở đây. Nó sẽ render ra cho các bạn.
pencil. Bây giờ chúng ta hãy tạo ra một cái bệ để chứa cái ấm trà này. OK, thì bây giờ các bạn đã coi như là có vật thể, có vật liệu, có ánh sáng, mà có vẻ như ánh sáng có vẻ hơi bị gắt đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn có thể bật cái chế độ là interactive lên, bật cái chế độ interactive lên rồi các bạn có thể chỉnh sửa tương tác ở đây. Ở đây các bạn chọn overall nhỏ hơn một chút xíu. Khoảng 0.7 đi. 0.3. Rồi, mình nghĩ 0.4 là phù hợp. OK. Xong rồi, bây giờ mình sẽ cho cái vật liệu này nó phản xạ một chút xíu. Đấy, ví dụ như thế này. OK. Refraction mình sẽ không đụng tới. Rồi. Còn những thông số mà còn lại mình sẽ để mặc định. Còn phần này. Bây giờ cái quá trình mà mình tạo ra như, cái cảnh đơn giản là một cái ấm trà đặt trên bàn này. Bây giờ cái bàn này mình nghĩ là cũng nên nó có một cái vật liệu gì đấy. Mình sẽ để cho nó một cái vật liệu đơn giản màu xanh chẳng hạn. Đây, OK. Một cái vật liệu màu xanh. Có phản xạ ít thôi. OK. Rồi. Bây giờ cái quá trình mà các bạn khi mà các bạn là test xong rồi á, ví dụ như thế này đi, và các bạn cảm thấy nó ổn rồi, theo ý của các bạn rồi, và chất lượng khi ra phim á thì ít nhất là cũng phải giống như thế này, và phải 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 từ đây trở lên thì bây giờ mình ngưng nó lại vào phần render setup thì mình sẽ giải thích. Đầu tiên á, cái bảng đầu tiên mà mình khuyên các bạn vào á là cái bảng tên là GI, nó viết tắt cái chữ là Global Illumination. Global là tổng thể, Illumination là ánh sáng, có nghĩa là GI ở đây là ý muốn nói là về ánh sáng tổng thể. Thì khi mà render á, nó có những cái engine là những cái công cụ chức năng là cho phép chúng ta chọn để render, thì nó có những cái tên như là Irradiant Map, Photon Map, Brute Force, Light. Cái thứ hai á, nó có một là không chọn gì hết, hai là photon cũng giống vậy, Photon Map, Brute Force và Light. Thì mặc định của mask á, nó để là Brute Force và Light. Thì mình sẽ nói cái về cái chất lượng hình ảnh khi mà các bạn render nhé. Rồi, bây giờ cái mà từ cao đến thấp, cái mà đẹp nhất đó là chính là các bạn để hai cái chế độ là brute force, là ra một cái
cái chất lượng hình ảnh coi như là tuyệt đối luôn, là tuyệt vời luôn á, là nhưng mà nó render khá là lâu. Thì đây là chất lượng hình ảnh render cao nhất, các bạn để brute force cả hai luôn. Thứ hai, cái thứ hai là các bạn để brute force và Light-Cat. Thì đây là cái chất lượng thấp hơn hai cái brute force. Rồi, đứng thứ ba chính là Iridian Map và Light-Cat. Rồi, thì cái mà tương đương với lại Iridian Map và Light-Cat á, thì các bạn có thể chọn là Brute Force và Photon Map thì hai cái đấy nó xấp xỉ với nhau. Rồi, còn Iridian Map với Light-Cat á, thì nó thuộc cái dạng gọi là không phải là thấp mà cũng không phải là cao. Lý do ở đây mình muốn nói là nó có hai cái kiểu render, đó là render mà cho vật thể đứng yên. Có nghĩa là ví dụ như vật tĩnh á, cái scene 3D của các bạn á, là ví dụ như cái ấm trà này á, nó tĩnh, nó không có animation, nó không có đi qua đi lại như thế này á, thì tất cả những cái kiểu render mà mình vừa nói á, các bạn có thể sử dụng cái nào cũng được. Tuy nhiên á, nếu như mà trong cái file 3D của các bạn á, mà cái vật thể của các bạn chuyển động á, ví dụ như qua lại như thế này đi đấy, rồi mặt trời lên xuống, lá cây đung đưa đó, ví dụ như thế, có nghĩa là có animation, thì cái kiểu mà để brute force và brute force nè là hoàn toàn tuyệt đối, nhưng mà render rất là lâu. Cái nếu mà các bạn để là Light-Cat á thì nó cũng đẹp thôi, nhưng mà không đẹp bằng thằng kia. Rồi, và nó cũng sẽ ít, nó cũng sẽ không có bị lỗi. Lỗi ở đây trong trong cái việc mà vật thể mà animation á, là nó sẽ khi ra phim á, nó sẽ nhấp nháy, cái kiểu giống như là nó chớp tắt một số cái ánh sáng á. Ví dụ như ánh sáng mà chiếu qua cái khe cửa đi đó, thì chỗ cái khe cửa đó nó sẽ bị nhấp nháy ánh sáng chỗ đó, sáng tối. Thì nó khi mà các bạn render phim á, các bạn sẽ gặp những cái trường hợp đấy, thì nó khá là phiền phức. Thì cái trường hợp mà hai cái brute force với lại light cat này là hầu như không bị, có nghĩa là các bạn sẽ không bao giờ bị cái trường hợp đó. Còn nếu như các bạn mà để Iridian Map á với lại Light Cat á thì các bạn sẽ bị. Nhưng như mình nói, nó không phải là tệ, cũng không phải là coi như là tối ưu nhất. Thì bây giờ mình sẽ xỏ cái Iridian Map ra. Ở đây mình để mặc định cho các bạn thôi. Và xỏ cái roll out Light Cat ra. Thì ở đây các bạn có thể thấy là các preset, có nghĩa là các kiểu setting mẫu á, thì nó cho các bạn là từ thấp cho đến rất cao, và có animation trong này nữa. Có nghĩa là các bạn vẫn có thể render animation dựa trên cái engine đầu tiên là Iridian Map hoàn toàn được, không có gì cả. Và như cái tai nghe mà mình render á, thì mình sử dụng cả hai cái chế độ là Brute Force Light-Cat với lại Iridian Map Light-Cat. Thì bây giờ mình sẽ bật lại cái tai nghe cho các bạn, cái video tai nghe á. Thì ví dụ như cái cảnh này á, là mình sử dụng Iridian Map với lại Light-Cat này, nhưng mà trong cái này á, cái cảnh này á, thì mình phải sử dụng coi như là brute force. Thì mình không phải là phải sử dụng đâu, mình sử dụng cả hai luôn, là mình nói cả hai luôn. Thì cứ như các bạn thấy là chất lượng hình ảnh nó không có thay đổi. Và trong trường hợp này thì mình sử dụng Iridian Map, Light-Cat. Trong cảnh này cũng vậy luôn. Và trong cảnh này là mặc dù nó có animation nhưng mình vẫn sử dụng Iridian Map với lại Light-Cat.
Rồi thì mình muốn nói một cách dễ hiểu cho các bạn, đó là chính là irradiance map là cái gì và light cast nó là cái gì, còn brute force là cái gì. Thì chỉ có một cách tốt nhất là phải cho các bạn xem irradiance map viewer, là có khi các bạn mà cài V-Ray á thì nó sẽ có cái irradiance map viewer ở đây. Các bạn bật lên. Rồi, nó ban đầu thì cái chương trình sẽ hỏi chúng ta là cái đường dẫn mà irradiance map với lại light cast đâu. Thì các bạn thì cần dẫn lại cái mà hồi trước mà mình làm á. Bây giờ mình sẽ dẫn vào cái hồi trước mình làm, có nghĩa là mình làm xong rồi mình lưu nó lại. Ở đây nè, có cái mục lưu á các bạn. Irradiance map mình lưu nó lại. Thì đây. Ví dụ như ở cam khá là nhiều, 6 7 5 4. Ok, tất cả như đều là render bằng irradiance map thì chỉ có cái một, chỉ có vài cái thôi. Irradiance map đây. Rồi. Thì như các bạn thấy ở đây cái thao tác nó hơi ngược, nó hơi khác một chút xíu với 3D Max, là mình đang sử dụng cái chuột chuột phải để zoom, chuột trái là để xoay, cái chuột giữa để pan. Rồi thì như các bạn thấy nè, cái tai nghe của mình á, lúc cái cam đầu tiên á, cái cam một á, headphone. Đây, cái cam 1 nè. Thì cái camera của chúng ta á, nó chỉ cắt tới đây thôi. Đấy, ngay từ bước đầu tiên á, nó chỉ cắt tới đây thôi. Và bên kia cái tai nghe nó hoàn toàn nó không thấy. Thì cái irradiance map á, là nó sẽ phát ra cho các bạn những cái tia mà để từ đó đây, phát ra những cái tia và để từ đó nó làm một cái bản đồ. Cái map ở đây thì nó chính xác có nghĩa là một cái bản đồ luôn, một cái bản đồ ánh sáng của mà nó có cái gọi cái tên là irradiance. Thì bây giờ mình sẽ dịch cái từ irradiance ra cho các bạn, irradiance map, bản đồ bức xạ đấy, thì nó sẽ trông giống như thế này. Thì sau khi mà nó tính cái bước, đây là cái phần tính toán của nó, tính cái bước mà irradiance á, thì nó sẽ lấy lại những cái mà các bạn tính ở đây để nó render tiếp tục. Rồi lát nữa mình sẽ trình diễn cho các bạn cái bước nó tính toán irradiance như thế nào. Bây giờ mình sẽ nói về lý thuyết trước. Rồi còn light cast thì sao? Bây giờ chúng ta vào cái mục file open, thì ở đây chúng ta chọn cái light cast. Đây, cái light cast. Đấy, cái light cast thì nó đây, đây là cái mà chúng ta gọi là cái light cast. Có nghĩa là nó cũng là một cái dạng nó ghi lại cái ánh sáng. Thấy không? Cái chữ cast ở đây á có nghĩa là nó cái phải phải dịch như thế nào nhỉ? Là một cái giống như một cái ổ đĩa để các bạn lưu dữ liệu vậy đó, hay là một cái thùng nước để chứa nước vậy á, là một cái tủ để chứa đồ. Thì cái cache ở đây á là một cái nơi để nó lưu lại cái ánh sáng. Thì light cache là một, như mình sẽ dịch nó là một cái nơi để lưu lại ánh sáng. Còn irradiance map á là bản đồ, có nghĩa là cái nơi mà ánh sáng nó sẽ đập vào. Thì cái irradiance map nó sẽ xác định được cái vị trí đó. Còn light cast là nơi để lưu trữ thôi. Thì nó cũng có cái hình dạng cái tai nghe này các bạn. Đấy, nó cũng có cái hình dạng cái tai nghe chứ không phải không đâu. Và thậm chí nó còn qua cả bên kia nữa cơ. Đây, qua bên này nữa. Nhưng mà nó không có rõ bằng 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 cái chính diện. Bởi bởi vì đơn giản á là cái cam của chúng ta, cái camera á là nó nhìn vào đây. Thì cái nơi nó nhìn thì nó sẽ rõ hơn. Rồi,
Còn về cái mật độ á, như các bạn thấy là có những cái hình lục giác phải không ạ? Lục giác nè, cái có cái to, cái nhỏ nè, thì nó to nhỏ như vậy là do cái subdivide ở đây. Các bạn càng nâng cao lên thì cái số này nó cái lục giác này nó sẽ nhỏ lại. Vậy thôi. Đó, thì nó nếu mà càng cao thì nó càng mịn thôi. Và ở đây á thì tốt, nó có nếu mà các bạn để chuột lâu lâu một chút xíu ở đây á, nó sẽ nói là bình thường 1.000 là tốt rồi, nhưng mà cái giá trị mà từ 3.000 trở lên á thì nó sẽ tốt cho cái phần animation mà giảm có cái chữ cuối cùng cái là flickering in animation reduce đó, có nghĩa là giảm cái lỗi nhấp nháy. Flickering là nhấp nháy đó các bạn. Trong animation thì ai làm animation mà có liên quan đến light cast, irradiance là thế nào, nếu làm không cẩn thận là thế nào cũng bị. Thế thì irradiance map với lại light cast ở đây này nó có lợi như thế nào? Vì nó thứ nhất, về cái lợi thứ nhất là các bạn có thể lưu vào máy. Ở đây nó có mục lưu, nó cho phép các bạn lưu vào máy. Khi mà các bạn ngưng công việc rồi, các bạn đi ngủ ấy chẳng hạn, đúng không? Ngày hôm sau các bạn mở dậy, các bạn render thì nó sẽ không có phải tính lại những cái bước để như là irradiance map hay light cast nữa, bởi vì các bạn lưu lại rồi. Thì giả sử như đang render đi, bị một sự cố nào đó cúp điện, thấy không? Hoặc là các bạn phải làm một công việc khác nó không liên quan đến công việc render nữa, thì cái quá trình đó là quá trình gián đoạn và không ai muốn hết. Nên sau khi mà các bạn render được khoảng ví dụ như 500 frame đi, đúng không? Thì đến 200 frame là các bạn phải ngưng công việc lại. Các bạn cứ ngưng lại thôi, bởi vì nó lưu rồi. Đến khi mà các bạn rảnh rồi á, các bạn render cái frame 201 trở đi vẫn được, không sao cả. Và cái nhưng thì đó là cái lợi của nó thôi. Còn cái brute force thì thế nào? Ở đây cái brute force á, nếu mình để brute force thì nó sẽ không có cho các bạn lưu. Có nghĩa là các bạn ví dụ như bây giờ các bạn thức dậy 6 giờ, các bạn ngồi render cái hình cái camera này thành phim 500 frame, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn render brute force đó, nó sẽ rất là lâu. Và các bạn giả sử như ngừng công việc lại, ví dụ khoảng đến 200 frame đi, ngừng lại, thì các bạn vẫn có thể ngừng lại. Sau đó là đến ngày hôm sau các bạn render từ frame 201 cũng như irradiance map thôi, không sao cả. Nhưng nó chỉ có một cái bất tiện là nó lâu hơn rất nhiều so với irradiance map. Và tuy nhiên nó cũng có cái giá của nó là lâu thì nó đẹp thôi. Đẹp ở đây á, là nó tính toán nó thật và nó hoàn toàn nó không có lỗi. Brute force cho tới thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy là chưa có một file animation nào mình làm bằng brute force mà nó bị lỗi hết. Đó. Thì cái nào cũng có cái mặt lợi và cái mặt hại của nó hết. Cái thì thời gian, còn cái thì chất lượng. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn render bằng irradiance map với light cast. Chứ còn về brute force thì các bạn chỉ cần để brute force là các bạn render thôi, thì không có gì phải nói nữa rồi. Rồi. Ở trong cái irradiance map này á, dành cho những bạn mà mới bắt đầu làm animation á, thì mình khuyên các bạn hãy làm hai bước. Bước thứ nhất là để low và test. Thứ hai là các bạn nên để medium render animation. Nếu mấy các bạn nào mà mạnh á thì các bạn cứ để high animation mà làm thôi. Còn siêu mạnh nữa thì thôi để cuối cùng luôn, very high luôn. Thì cái very high này á là nó theo mình cái cảm nhận của mình á là nó cũng tương đương với brute force. Mình không biết là nó có bằng brute force hay không, tại vì mình cũng chưa có làm nhiều cái animation để so sánh đến mức mà phân biệt nổi là
brute force mà tốt hơn cả very high của Iranian math thì mình chưa thấy. Tại vì trước giờ là mình thấy nó xem nhau luôn á. Very high nó ở đây nó gần như bằng với brute force rồi. Đấy, thì đấy là cái cảm nhận về những cái file mà mình làm. Rồi, bây giờ qua cái bảng V-Ray. V-Ray. Thì trong cái bảng V-Ray này á, khi mà các bạn tiếp xúc đầu tiên á, các bạn hãy nhớ chú ý đến cái phần mà frame buffer. Bật nó lên. Xỏ nó ra nè. Sau đó rồi bây giờ mình tắt này đi. Sau đó rồi nhấn vào show last frame buffer. Các bạn cứ để mặc định nhé. Đây thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái bảng render frame buffer. Đây là cái bảng render mới của V-Ray. Còn cái cũ á, nếu mà các bạn tắt cái chế độ mà enable built-in frame buffer á, thì nó sẽ coi như là render trên một cái nền render mặc định của mask 3D mask á. Bây giờ mình sẽ ví dụ nhé. Bây giờ mình sẽ ví dụ mình tắt cái này đi. Mình tắt cái enable built-in frame buffer đi. Mình render. Thì như các bạn thấy là nó render trên một cái nền cái cửa sổ window cũ của coi như là của 3D Max. Thì mình khuyên các bạn là do đã tiếp cận những cái mới rồi á thì thôi cứ xài cái mới đi. Đây, cancel. Render. UI. Rồi, trong cái phần frame buffer rồi á, các bạn cứ tắt nó. Rồi. À, còn một cái nữa mình muốn nói là cái get resolution from mask ở đây á, các bạn thích á thì các bạn cứ sử dụng cái ngoài này, cái output size ngoài này các bạn chỉnh. Còn không á thì các bạn muốn chỉnh ở trong cái đây á thì các bạn tắt nó đi. Đúng không? Rồi sau đó các bạn tự tự chỉnh theo ý mình, cái khổ bao nhiêu đó, đấy. À, tùy các bạn thôi. Mình thì do chỉ thích xài mặc định thôi cho nó ổn định. Tại vì mình xài khá là nhiều phần mềm nên cái gì mặc định được thì cứ để cho nó mặc định. Mình chỉ tập trung vào xử lý những cái chi tiết mà nó animation đáng để chỉnh sửa thôi. Đấy, rồi phần tiếp theo. Tiếp theo là phần mình muốn nói đến cái global switch ở đây. Thì ở đây á, ngoài cái việc các bạn để mặc định ra thì nó sẽ có một cái nút là don't render final. Thì cái nút này mình sẽ nói sau. Đấy, các bạn nhớ chú ý nhé, trong cái global switch thì. Rồi. Image sample anti aliasing. Để rồi cái chữ mà anti-aliasing này á, mình sẽ nói cụ thể hơn. Nếu như các bạn nào mà chơi game á nhiều á thì các bạn sẽ biết cái chữ này nó có ý nghĩa là khử răng cưa. Đấy. Chế độ khử răng cưa. Thế thì nó khử răng cưa như thế nào thì các bạn bấm vào cái phần mà default ở đây. Đây. Chuyển sang phần expert là chuyên luôn á. Thì ở đây là nó có một cái gọi là min shading rate. Thì ở đây á có thể là chỗ này nó sẽ nói rất là dài dòng, mình sẽ nói ngắn gọn lại là để con số này càng cao á thì khả năng khử răng cưa của nó càng tốt và hình của các bạn render sẽ rất là lâu. Còn nếu như các bạn mà cảm thấy như cái việc khử răng cưa là không cần thiết thì các bạn cứ để con số này là 1 hoặc 2. Thế thì không cần thiết ở trong trường hợp nào? Ở đây có một trường hợp mình nêu ra ví dụ là trường hợp mà cái cam của các bạn xoay, vật thể của các bạn đứng yên. Ví dụ như là
Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái camera ở đây đi. Rồi mình chọn nhấp chuột phải, chọn cái target của nó, chọn vào cái ấm trà, nhích lên chút xíu, nhích lên chút xíu, rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái camera này nó xoay. Đúng không? Xoay trong vòng 100 frame. Ok. Animation constraint, path constraint. Click vào. Rồi. Các bạn vào phần curve editor. Đấy. Các bạn chọn cái chế độ parameter curve out out rank ở đây. Các bạn chọn nhưng quên, nhấn chuột phải vào đây, chọn là size controller và chọn bezier plot. Đấy, nó cho sẽ cho phép các bạn là nó đi đi vào từ từ thôi và cuối kết thúc nó cũng từ từ. Rồi, ok, bây giờ chúng ta hãy xem cái animation của chúng ta nè. Rồi, nâng cái này lên chút xíu. Ok. Đây là cái đoạn animation của chúng ta. À, bây giờ chúng ta sẽ render test thử xem. Đấy. Thì như các bạn thấy là giờ chúng ta đã render test thử thì thấy nó cũng khá là ổn rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta bật lại cái phần render setup. Bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phần tiếp theo là cái image filter, có nghĩa là bộ lọc ảnh á. Thì hiện tại trong mask á, nếu các bạn xỏ cái phần filter ra, các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái cách lọc ảnh. Thì mỗi cái cách lọc này á, nếu như các bạn nào mà muốn tìm hiểu cặn kẽ, các bạn buộc phải vào với trong cái S-Group ở đây. Thì đây là cái nơi của V-Ray mà, bản thân gốc của V-Ray mà. Thì mình sẽ phần render setting đây, phần V-Ray tab. Rồi, image filter. Đây, mình sẽ chọn image filter. Thì nó sẽ cho các bạn những cái hình ảnh coi như là cụ thể về về cái bộ lọc nó như thế nào. Ví dụ như cái hình này đi. Thì khi mà các bạn render ra một bức hình đó, các bạn zoom ra thì mỗi cái kiểu lọc á nó sẽ tương ứng với những cái bộ hình như thế này. Vì trong trường hợp này là người ta chọn cái bộ lọc tên là, để mình xem người ta chọn cái bộ lọc gì nhé. Hình như là mình nghĩ là người ta để chọn mặc định á, tức là len code dơ. Đây, len code dơ. Rồi. Thì đây là những cái size, những cái size nó thì nó nằm ở đây, cái size này, cái kích thước này.
của Land Coaster mặc định á thì nó tăng từ không là off, filter mà off. Ở đây filter on size là 1.5, size 4 thì nó sẽ mờ đi. Ví dụ như vậy. Blend filter các moon room. Rồi. Ví dụ như các moon room, ở đây nó cũng có các moon room luôn. Đây, các bạn có thể thấy các moon room area, à cái hồi nãy là cái area. Area là cái này. Area filter chứ không phải là mặc định, là cái đầu tiên. Đây. Và tất cả những cái bộ lọc này mà khi ra những bức hình như thế này á thì ví dụ như cái bức hình là blend filter này thì mình có lẽ là mình sẽ sử dụng trong những cái hiệu ứng như là mới mở mắt ngủ dậy chẳng hạn đó, thì có vẻ hay hay, có thể nó tự nó mờ lại nè đấy, chớp 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 con mắt đấy, nó mờ 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 mờ, thì đây là cái hiệu ứng cũng khá là hay ho. Nếu như các bạn làm phim thì các bạn có thể sử dụng những cái filter này, các bạn có thể xử lý hình ảnh ngay từ lúc nó render luôn. Đấy, thì cắt moon room thì theo mình biết là các bạn mà học nội thất á, các bạn hay sử dụng cắt moon room tại vì nó ra những cái đường nét khá là sắc nét, khá là sắc nét. Thì còn mình thì làm animation, mình làm animation thì mình lại ưa sử dụng cái Land Coaster hơn. Lý do là bởi vì cái biên đó các bạn, ví dụ như một vật thể nào mà khi các bạn đưa lên các bạn xem, nó đều có những cái biên, những cái border đó, thì nó những cái biên nó khi mà nó tác động vào ánh sáng á, thì những cái bộ lọc như là các moon room nè nó sẽ xử lý kém hơn trong những cái trường hợp mà animation mà liên tục luôn thì Land Coaster nó xử lý tốt hơn. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình và nó cũng là cái mặc định của bên Max luôn. Tất nhiên là ở đây nó tùy trường hợp các bạn xài, các bạn có thể thích xài cái nào cũng được, nhưng mà mình thì cảm thấy sau một hồi mình chọn rất nhiều mình phải quay về cái mặc định ban đầu tốt nhất của nó là lens encoder. Rồi bây giờ thì mình sẽ nói tiếp tục đến cái phần coi như là progressive image sample. Thực ra cái chữ này nó sẽ thay đổi. Nếu như các bạn ở trên á, cái phần mà image sample nè, các bạn để progressive thì progressive á, là một cái chế độ mà các bạn khi mà các bạn nhấn render á, nó sẽ render hoài cho các bạn luôn cho đến khi nào mà bức hình nó hoàn thiện rồi máy nó sẽ tự nó ngắt. Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ để brute force nhé, với lại light cast. Bây giờ mình sẽ render, nó sẽ hỏi cái bạn là thời gian nhỏ nhất cho cái việc render này là bao nhiêu. 1 phút, có nghĩa là nó sẽ không bao giờ nó nhỏ hơn 1 phút hết, mà từ 1 phút trở đi. Rồi render, đây là cái quá trình mà nó render, có nghĩa là nó sẽ render đến khi nào mà bức hình này nó đẹp thì thôi. Những cái pass ở đây á, mà các bạn thấy nó tính á, là những cái bước nó lặp đi cái phần mà đưa cái light cast vào. Pass thứ nhất là light cast thứ nhất, pass thứ hai là light cast thứ hai, đấy nó cứ phóng ra như vậy. 1.000, hồi nãy mình để một light cast 1.000 đúng không ạ, thì ở đây cũng vậy, nó đưa 1.000 cái tia sáng vào, bước thứ hai đưa thêm 1.000 nữa là 2.000, và cứ như vậy nó đưa đến khi nào mà bức hình này nó đẹp thì thôi. Đấy, đến khi nào bức hình này nó đẹp thì thôi, thì đó được gọi là progressive. Đó, progressive là cái chế độ là sắp xong rồi này. Thì khi mà các bạn render phim á, khi mà các bạn render phim á thì các bạn mình khuyên các bạn là không nên để progressive. Lý do là vì á sau này các bạn render phim các bạn sẽ nối những cái máy lại với nhau. Ví dụ như máy này có là một một đoạn từ 0 cho đến 100 frame.
máy kia render từ 101 cho đến 200 frame ví dụ như vậy, mà cứ tiếp tục nhiều máy, hoặc là các bạn để cùng tất cả những cái máy đó render cùng một hình một lúc, có nghĩa là nó gom và nó render đúng một cái hình này này đấy. Thì ở đây nó có một cái chế độ render gọi là distribute rendering, có nghĩa là nó cho phép các bạn ở trong cái mảng setting này này, nó cho phép các bạn gom tất cả những cái máy khác để chui vào nó render một hình thôi, thì tốc độ render nó sẽ rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà chú ý là các máy đó phải cùng một cái phần cứng thì nó mới có thể tối ưu cái công việc cho các bạn được, chứ một máy yếu một máy mạnh thì nó sẽ có thể bị treo. Thì sau này mình sẽ nói rồi. Thì cái bây giờ mình có thế, thì tại sao cái render lúc mà render phim á thì hạn chế sử dụng progressive, thì lý do là nó sẽ bị sai sai lệch cái ánh sáng và cái light cast á. Bởi vì nếu như các bạn có nhiều máy đúng không, có máy mạnh máy yếu, mà máy yếu á mà các bạn cũng render cái thời gian này, cái để 1 phút này hoặc là cao hơn nữa chút xíu, rồi có máy kia nó mạnh hơn mà nó render nhanh hơn, thì chất lượng hình ảnh giữa 2 frame á nó sẽ có một cái độ chênh lệch màu. Thì mình đã gặp phải cái điều này rồi, và khi render phim nó cảm thấy hơi bị bức xúc một chút xíu và mình phải làm lại. Thì tất nhiên là mình biết chuyện đó sẽ xảy ra nhưng mà mình vẫn phải làm, thì mình mới có thể chắc chắn được là mình truyền đạt cái kiến thức này lại cho các bạn. Thì để tránh cái trường hợp đó, các bạn sử dụng bucket. Đây, dùng bucket. Thì nó khác với cái render của cái progressive ở chỗ là đây. Nó khác ở chỗ là nó sẽ có những cái ô vuông. Nó gọi là những cái bucket. Thì cái máy của các bạn á, mà các bạn vào xem trong cái phần Performance, bật Task Manager lên cho xem CPU của các bạn là có bao nhiêu cái lõi logical. Thì của mình hiện tại là mình sử dụng con chip i7, Core i7 thì 7700K, thì nó có 8 8 lõi logical. Thì ở đây 8 lõi logical thì nó sẽ render ở đây cũng có 8 cái cục bucket. Mà nếu như chúng ta ghép những cái máy lại với nhau á, càng nhiều máy nó sẽ càng nhiều lõi. Rồi. Thì như vậy nó sẽ càng nhanh thôi. Và trong trường hợp này á, cho dù các bạn có máy yếu hay máy mạnh á, thì cái chất lượng hình ảnh cuối cùng nó ra cũng sẽ là bằng nhau. Nó khác với progressive ở chỗ đó. Thì progressive mình chỉ khuyên các bạn là để test thôi, là để kiểm tra cái bức hình của chúng ta nó như thế nào thôi, chứ không dùng để render thật. Rồi, bây giờ nó render sắp xong rồi. Ok, nó mất thời gian render là 1 phút 31 giây cho cái hình này. Đấy, chuẩn là chuẩn 1080 luôn. Thì mình sẽ hạ cái chuẩn nó xuống, render thì nó sẽ nhanh hơn. Ok, thì bây giờ cái phần tiếp theo mà mình muốn nói với các bạn á là, thì mình nói cái phần mà min min set với lại min set rate ở đây nhé. Thì đối với những cái file mà animation mà ít một chút ít á, hoặc là không có á, thì các bạn có thể như để con số này là khoảng như là 2 hoặc là 3 thôi. Đấy. Thì nó sẽ khử răng cưa các bạn, nó sẽ khử răng cưa của các bạn tương đối tốt. Còn nếu như các bạn mà để trong cái cách cái phần mà animation mà có camera mà nó di chuyển á, giống như thế này nè. Đấy. Thì các bạn nên để animation nó khoảng cao lên chút xíu, cao lên chút xíu để cho nó khử cái răng cưa đi.
Thì khi mà cái animation nó khi mà các bạn nhìn á thì nó có vẻ như là nó mượt mà hơn đấy. Còn nếu như các bạn mà tập trung vào nội thất á, các bạn muốn diễn những bức hình đẹp á, render ra những bức hình đẹp á, thì cứ tăng cái con số này lên nó sẽ đẹp thôi. Rồi cái phần tiếp theo mà mình muốn nói là cái phần image filter, tức là bộ lọc ảnh. Thì cái bộ lọc ảnh á, ở đây mình có cho các bạn xem những cái kiểu lọc ảnh thì khi mà zoom lên á nó sẽ như thế nào. Ví dụ như ở đây là area filter là cái đầu tiên đó các bạn. Đây, cái đầu tiên và size của nó mặc định là 2, trong khi đây size người ta render test ra cho các bạn á là 1.5 thì nó sẽ như thế này. Nếu 4 á thì nó sẽ mờ hơn. Đấy. Còn plan á, chế độ plan á thì nó sẽ mờ ảo giống như thế này này. Thì mỗi cái filter, tức là mỗi cái bộ lọc ảnh ở đây á, nó sẽ phù hợp cho các bạn và những cái bộ phim mà các bạn cần những cái hiệu ứng hình ảnh coi như là có sẵn. Thì ví dụ như trong trường hợp này thì mình sẽ sử dụng trong những cái cảnh mà mới mở mắt ra này, khá là lờ mờ hoặc là mới bị choáng. Đấy, quay nó sẽ như thế này. Nhìn nó có vẻ nó ảo diệu hơn. Hoặc là những con thuyền ở đằng xa đi, đúng không? Mặt trời chiếu vào đi, lấp lánh mờ mờ ảo ảo đi, xuyên qua những kẽ lá chẳng hạn. Thì đó là những cái bộ lọc mà các bạn coi như là phải coi như là tìm hiểu để cái nào phù hợp thì các bạn xài. Các bạn có thể thấy không? Cái nào phù hợp thì các bạn xài thôi. Riêng mình thì mình thì chỉ xài cái thằng Lens Coaster thì thôi, có nghĩa Lens Coast Filter này. Thì khi mà mình xài cái này á thì mình sẽ xử lý cái những cái hiệu ứng hình ảnh đó ở phần hậu kỳ ở bên các phần mềm xử lý như là After Effects chẳng hạn. Đấy. Rồi thì đó là cái phần xử lý hậu kỳ của mình. Thì mình tập trung vào nó chứ không có tập trung vào xử lý hậu kỳ ngay từ trong cái bức hình. Thì cái này tùy mọi người thôi. Tùy mỗi người có mỗi cái cách làm khác nhau thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về phần Pocket Image Sample. Thì hồi nãy á, khi mà mình render các bạn chú ý là những cái bức hình này nè, rồi mình sẽ power stop nó lại. Thì các bạn thấy là không, mình sẽ render lại. Các bạn thấy là cái kích thước của những cái bucket của chúng ta là những cái kích thước này là các bạn wide với lại height là 48 nè, tức là 48 pixel đó các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh nó. Các bạn có thể điều chỉnh nó. Rồi, còn về cái noise threshold ở đây á, cái con số ở đây á là các bạn nếu như mà các bạn giảm nó xuống thì nó sẽ càng 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 mịn, còn nếu tăng nó lên thì nó sẽ bị gọi là hiện tượng là noise. Thì cái hiện tượng này á rất là dễ 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 nhìn. Ví dụ như bây giờ là noise picture picture đây, ví dụ như khi các bạn render ra mà nó có những cái hình giống như thế này nè, đây những cái hình giống như thế này, tức là nó bị noise. Thì để giảm cái noise này á, kể cả trong hình ảnh hay là trong video á, thì tốt hơn hết là các bạn nên làm từ ngay từ bước đầu, tức là chỉnh ở đây các bạn render test. Bây giờ mình sẽ để con số này là ví dụ như 1 đi chẳng hạn. Bây giờ mình render nhé. Rồi. Các bạn hãy chú ý ở đây, các bạn hãy chú ý là cái viền rồi nó hơi bị nham nhở đúng không ạ? Bây giờ chúng ta để lại con số này là 0.01 xem. 0.01. Rồi, bây giờ mình sẽ khoanh vùng. Khoanh vùng. Khoanh vùng ở đây đi. Rồi, mình render lại nhé.
Các bạn có thấy có một cái sự khác biệt đúng không ạ? Đấy, bên này á thì chất lượng hình ảnh nó rất là tệ, còn bên này chất lượng hình ảnh nó rất là mịn, rất là tốt. Thì cái noise ở đây á, đây mình sẽ quét ở đây, mình render render đấy, nó có một sự khác biệt rất là lớn. Có nghĩa là cái noise ở đây nó điều chỉnh cho các bạn là cái độ mịn của bức hình, mặc định của nó là 0,01, các bạn có thể hạ nó xuống, càng hạ nó xuống thì càng mịn, nhưng mà độ phân giải của các bạn sẽ không thay đổi nhé, nó chỉ mịn giống như là những cái màu nó mịn lại với nhau thôi. Đấy, thì nếu mà các bạn để giống như là càng tăng noise lên á thì render cái tốc độ render của các bạn á sẽ rất là nhanh. Như hồi nãy á là 1 phút 31 phải không ạ? Có nghĩa là 1 phút rưỡi phải không ạ? Bây giờ nếu như mình để bao nhiêu là một thì render bao nhiêu lâu? Bây giờ mình sẽ render. Cực kỳ nhanh luôn, chỉ mất 6 giây. Tính toán thì nó không tính vào đây, nhưng mà nó tính ở đây là 6 giây. Đấy, nó có một sự chênh lệch rất là lớn về thời gian. Và mình khuyên các bạn thì tốt hơn hết là nên sử dụng để 0.01 đi, là mặc định là dành cho những người mới bắt đầu thì như vậy là tốt rồi. Rồi phần tiếp theo mình muốn nói đó chính là Global DMC. À, thì ở đây á, thì mình sẽ phải bật cái ban đầu á, thì nó sẽ bị tắt cái này đi nè. Thì ở trong cái phần mà brute force á thì nó mới dễ cho các bạn hình dung hơn. Brute force này thì con số subdivide này nè, số chia này nè, có nghĩa là nó chia ra để nó tính toán á, thì nó bị khóa lại ở con số 8. 8 là mặc định rồi. Thì các bạn muốn sử dụng cái con số đó thì các bạn phải bật cái use local subdivide này lên. Đây, thì ở đây nó có một cái hệ số nhân nhân 1, 8 nhân 1 thì bằng 8. Hoặc các bạn có thể đổi ở đây là 16 cũng được. Thì 16 nhân 1 là 16. Đấy. Thì nếu như mà các bạn để bên này các bạn để 2, số 2. Ví dụ như để đây 2 thì bên này nó vẫn là 8, nhưng mà nó mặc định nó hiểu là nó lấy 8 nhân 2 là 16. Đấy, thì các bạn hãy chú ý. Hãy chú ý cái ở đây. Thì cái local subdivide này á thì cho dù các vật liệu của các bạn á mà các bạn để subdivide, ví dụ như trong trường hợp này, vật liệu của các bạn á mà để subdivide là subdivide là 8 đi và 16 đi, thì cái local của các bạn á các đệ để 1 xong rồi nhân với 8 thì nó ra 8 đúng không? Thì 16 tự động nó đưa xuống thành 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 16 à, thành 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 8. Thì đó là cái cách để cho các bạn sử 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 dụng cái hình render của bạn. Nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đến cái bức hình thôi nha. Cái phần mà tính toán vật liệu á thì nó sẽ vẫn là 16. Ví dụ như mình để ở đây là 16 thì nó vẫn tính là 16. Thì mình sau này mình sẽ chỉ cho các bạn sử dụng một cái script mà để đưa tất cả những cái subdivide này nè, của vật liệu này, nó đưa về một con số. Đấy không? Thì sau này các bạn quản lý á, thì các bạn nếu mà cái nào mà các bạn cần đẹp á thì các bạn gom vào một cái layer. Sau đó là các bạn coi như là đưa cái subdivide này thì cao lên, và sau đó đặt tên cái layer đó để sau này các bạn quản lý cho nó dễ. Thì đó là cái về cái mặt quản lý thôi. Rồi bây giờ mình tạm thời mình tắt nó. Cái bước animation dạy cái cơ bản cho các bạn thì chỉ còn như đây là đủ rồi. Thì mình chỉ nói thêm cái phần tiếp theo là cái phần color mapping, có nghĩa là cái color mapping là cái hình ảnh đầu ra cuối cùng của các bạn. Thì ở đây á là mình người ta có ba cái mẫu cho các bạn xem. Cái thứ nhất là line name multiply,
thứ hai là exponential, thì cái thứ ba là HSV exponential. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói hai cái này, hai cái này là hai cái mình hay xài nhiều nhất. Thì cái nào mà các bạn cảm thấy như cần sáng nhiều hơn á thì các bạn hãy sử dụng Linear. Ở đây có một cái bức hình render mẫu cho các bạn xem nè, giống như là một cái ban ngày rực rỡ ánh sáng vậy á, và những cái video quảng cáo á đấy, thì các bạn nên sử dụng Linear Multiply. Còn nếu như các bạn mà hướng tới những cái bộ phim, những cái render mà mang đến cái chất lượng hình ảnh mà thật á, bám sát với thực tế mà được nhìn bởi mắt người á, thì các bạn nên sử dụng exponential. Đó. Thì ở đây nó có một cái bức hình mẫu để render các bạn, thì cái này nó ám xám và xanh. Đó, nó hơi ám xám của bụi và xanh của cái bầu khí quyển. Thì đây là cái chất lượng hình ảnh như vậy. Còn cái bên này thì nó ám vàng. Và đấy, nó ám vàng nên nó rất là sáng. Rồi. Còn cái chế độ Reinhardt ở đây á, là chế độ Light. Như ở đây mình đưa con chuột vào á, cái dòng dưới người ta cũng nói đây là một chế độ trộn giữa Exponential với lại Linear. Thì ở đây các bạn có thể chỉnh cái chế độ Multiply, cái là hệ số nhân của nó. Ví dụ như nhân nó lên, ví dụ như 5 chẳng hạn. Bây giờ mình render nhé. Thì như các bạn thấy là nó sẽ sáng lên này, nó bắt đầu nó sáng lên này. Thì do mình nhân lên mà, nên cái khả năng nhận sáng của nó cũng sẽ khá là cao. Mà mình hình như mình đang để cái brute force, mình sẽ để lại cái irradiance mask render cho nó nhanh hơn chút xíu. Rồi, render. Đấy, như các bạn thấy là nó sáng. Do nhìn mình đã nhân lên rất là nhiều. Thì cái nhân này á, nó ảnh hưởng tới tới ảnh hưởng đến cái gamma của các bạn. Thì các bạn có thể vào Customize, các chọn, các bạn chọn Reference. Ở trong phần Reference á, các bạn tìm cho mình cái phần mà gamma. Đây, gamma. Thì mặc định của mask á, gamma là 2.2. Đó, gamma là 2.2. Thì hiện tại tất cả những cái phần mềm nó đều lấy mặc định là gamma 2.2. Nếu mà sau này các bạn mà đi đến những cái nơi mà làm việc mà sử dụng gamma bằng 1 á, thì lý do duy nhất mà họ sử dụng bằng 1 là vì họ sử dụng phần mềm chỉnh sửa hậu kỳ, thì họ mới để là gamma bằng 1. Có nghĩa là họ muốn sáng hơn thì họ tăng ở trong cái phần mềm đó, họ muốn tối hơn thì họ giảm cái phần mềm, họ giảm vào trong cái phần mềm đó. Nhưng mà như vậy á thì nó sẽ có những một số cái nó bất cập, tức là bức hình của các bạn á nó sẽ không có thật mà nó chỉ đẹp đấy, nó đẹp theo cái ý đồ của cái người người sử dụng nó thôi, chứ nó không có thật. Và để cho cái bức hình của các bạn thật, các bạn nên để gamma 2.2. Đó là điều duy nhất mà mình muốn nói thôi. Còn hiện tại có khá nhiều người sử dụng gamma 1. Lý do là bởi vì họ không có can thiệp chỉnh sửa bằng 3D mask, bằng những phần mềm 3D, mà họ muốn can thiệp chỉnh sửa hậu kỳ chất lượng của hình ảnh bằng bằng những phần mềm bên ngoài, ví dụ như After Effects chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình đưa cái con số này về mặc định là bằng 1. Sau đó rồi còn những cái con số như burn value này, value này, thì cái con số burn này nè, cái chỗ nào mà sáng á nó sẽ bị cháy lên. Bây giờ mình sẽ render nó lại đi. Render nó lại đi. Rồi bây giờ mình sẽ chia cái màn hình này làm hai, mình render. Đây, mình sẽ render bên này. Rồi với con số bên bên value là bằng 5. Mình render nhé.
Thì như các bạn thấy, có nghĩa là cái chỗ nào mà nó màu trắng á hoặc là sáng á, thì như các bạn thấy là nó sẽ bị coi như là giống như các bạn lấy lửa các bạn hơ vậy á, nó sẽ làm cái màu của các bạn nó bị bệt ra, nó bị giống đúng nghĩa là bị bơn á, bị cháy á, bơn là bốc cháy á, thì nhìn nó có vẻ nó khó chịu lắm. Ở đây nè, rất là khó chịu. Thì nhưng mà nó lại phù hợp với những cái cảnh cháy nổ các bạn, nó rất là phù hợp với những cái cảnh cháy nổ. Thì lý do là vì những cảnh cháy nổ nó cần những cái đoạn mà nó lóe sáng lên á, thì người ta render bằng có can thiệp của bên cái giá trị mà bên ở đây nè, rất là tốt. Tùy thôi, tùy trường hợp thôi, không 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 mình không có nói là cái trường hợp nào là tốt nhất hết. Rồi thì đó là những gì mà mình muốn nói. Còn cái mục camera ở đây các bạn cứ để mặc định đi, sau này á nó có những cái thú thú vị hay ho lắm mà mình muốn chỉ cho các bạn ở trong phần camera này, khá là thú vị. Rồi bây giờ mình quay, chúng ta quay lại cái phần GI là Global Illumination. Rồi, trong phần Global Illumination mình sẽ tập trung vào Iridium Map và Light Cast. Thì ở đây mình khuyên các bạn là nên để chế độ Expert. Nên để chế độ Expert. Lý do là vì nó có cái nút là Use Camera Path. Ở dưới cũng vậy, khi các bạn bật Expert lên nó sẽ có cái gọi là Use Camera Path. Thì ở đây mình sẽ nói cho các bạn biết là nó có hai cái trường hợp render animation. Đó là trường hợp thứ nhất là tất cả những cảnh vật xung quanh đều đứng yên trừ camera. Có nghĩa là camera di chuyển nhưng mà những vật thể thì là đứng yên. Trường hợp thứ hai là camera cũng di chuyển luôn hoặc camera đứng yên mặc kệ, nhưng object di chuyển, ví dụ như lá cây rung à, ai đó cầm cái ấm trà này lên hoặc là cái ấm trà này nó rung lắc qua lại qua lại qua lại, thì tức có nghĩa là cái vật thể trong scene của các bạn nó di chuyển, thì các bạn nên tích vào cái Use Camera Path. Lý do là để cho nó giảm cái lỗi mà nhấp nháy á, cái lỗi mà nhấp nháy do bị lệch ánh sáng. Tất cả những cái lỗi đều do cái máy nó tính nó không được chính xác, nó bị lệch. Thì cái đó là do lỗi lập trình thôi. Thì người ta đã khắc phục bằng cách tạo ra cái brute force rồi. Đấy, tạo ra cái brute force rồi là tuyệt đối rồi. Nhưng mà nó lâu người ta mới sử dụng cái Iridium Map. Thì để tích vào cái Use Camera Path á, thì bây giờ mình sẽ render thử cho các bạn xem một cái Use Camera Path thì nó sẽ như thế nào. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ render. Render. Rồi, bây giờ mình sẽ top. Các bạn có thấy cái màu đỏ ở đây nó bị lem ra ngoài không ạ? Lý do mà nó bị lem ra ngoài á, bởi vì khi mà các bạn sử dụng cái tính năng Use Camera Path á, các bạn vô tình các bạn lấy rất nhiều các frame ở đây các bạn tính đó, nên nên nó mới lan ra như vậy. Đấy, đơn giản vậy thôi. Thì khi mà nó tính nhiều cái frame như vậy nó cộng lại với nhau á, thì cái quá trình tính nó sẽ lâu hơn một chút, nhưng mà nó đảm bảo cho các bạn là nó sẽ trộn lại với nhau ánh sáng á, nó sẽ cộng trừ nhân chia như thế nào đấy, nó gọi là một cái chế độ blend. Đây có một cái từ gọi là blend đấy, nó blend, nó trộn lại những cái Iridium map này lại với nhau và cái light cast này lại với nhau. Đấy là trong cái trường hợp coi như là để tránh cái lỗi đó. Thứ hai bây giờ mình sẽ nói là cái chế độ ở đây, mode ở đây có single frame, multi frame incremental from file,
at the current map, irradium incremental at the current map, vân 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 vân. Và cuối cùng là animation repath rendering. Thì ở trong cái trường hợp mà vật thể đứng yên á, ví dụ như cái tai nghe này nè, ban đầu nó đứng yên á, mình chỉ cho camera chạy không á, thì mình sử dụng cái chế độ là multi-frame incremental. Thì khi chọn multi-frame incremental á, cái likert của chúng ta, mình sẽ nói quên, cái multi-frame incremental á, là nó sẽ tính cho mỗi frame của các bạn. Mỗi frame của các bạn là nó tính một lần. Sau đó nó sẽ, ví dụ như có 100 frame đúng không ạ? Nó sẽ trộn 100 cái file đó, 100 cái dữ liệu tính toán đó gom về làm một một file cho các bạn. Đó, thì cái file đấy ví dụ có thể hồi xưa mình làm có thể là đây này. Cái irradiance map á. Đây. Có thể thôi. Thì nó sẽ gom lại hình một cho các bạn. Thì sau đó các bạn vào cái chế độ from file. From file. Các bạn lấy nó ra. Thì ở đây mình sẽ trình diễn cho các bạn. Và mình sẽ tua nhanh cái đoạn này cho các bạn xem. Incremental. Trong cái trường hợp incremental này là chỉ áp dụng khi mà vật thể đứng yên thôi nhé các bạn. Chỉ có camera di chuyển thôi. Chứ còn vật thể là nó phải đứng yên thì mới sử dụng được. Không là nó sẽ bị lỗi nhấp nháy đó. Ở dưới này các bạn chọn fly through. Fly through là dành cho cái kiểu là camera của các bạn bay á, tức là chỉ thay đổi vị trí từ di chuyển xoay thôi. Còn lại là vật thể là phải đứng yên thì mới sử dụng fly through được. Thì nó cũng kiểu giống như là nó lấy 100 cái dữ liệu frame này nè, xong nó trộn lại với nhau. Các bạn hiểu không ạ? Thì ở chế độ này á, rồi, ở chế độ này các bạn lưu ý là các bạn không cần phải render final. Ở đây cái phần global switch này á, các bạn bấm vào cái đông render final ở đây đi. Đó, trong cái global switch để nó không có render bước cuối thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn đường dẫn, đây mình sẽ dẫn đường dẫn cho nó vào cái Banded Mask Project Scene Headphone New folder. Scene upset and output headphone GI. Mình sẽ tạo ra một cái folder riêng cho nó GI2. Rồi. Mình sẽ tạo cho nó một cái tên. Tên là test irradiance map. Đấy, IR. Mình sẽ lưu nó. Có nghĩa là bây giờ đường dẫn lưu thì nó đang nằm ở cái đường dẫn vừa rồi của mình. Rồi, ở đây chế độ fly through này bật auto save lên nhé các bạn, tự động nó lưu nhé. Rồi, mình cũng dẫn đường dẫn y chang như vậy. Headphone GI2 folder này là do các bạn tạo thôi. Test likert. Ok, lưu. Thì ở đây á, mình muốn nói các bạn là nếu như camera của các bạn mà di chuyển á, như thế này mà các bạn cảm thấy vật thể á, nó thay đổi từ cái cũ sang cái mới á, quá ít á. Ví dụ như ở đây là 10 frame mà nó chỉ xoay được có nhiêu đây à. Đấy, các bạn có thể thấy không? 10 frame mà nó xoay có nhiêu đây à? Thì cũng khá là ít. Chứ mà 10 frame á, mà bộ pháp mà nó quay như thế này á, thì các bạn nên vào đây. Mình sẽ nói cái gọi là
Nhưng mà các bạn chọn cái range ở đây 100 frame, cái gọi là cái bước bước render, có nghĩa là cứ một frame nó render một lần. Đấy, một frame nó render một lần. Thì ở đây á, cái multi-frame incremental này nè, là các bạn có thể trộn lại 100 cái với nhau, hoặc nếu như các bạn chia ra thành 10 cái á, 10 frame á, thì nó sẽ trộn 10 cái lại với nhau. Thì chất lượng á, là khi mà trộn lại á, thì chắc chắn nó sẽ không có đẹp bằng 100 frame đâu. Nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy nhưng mà nó không bị ảnh hưởng quá nhiều á, chất lượng á, thì các bạn cứ để 10 frame, có nghĩa là các bạn thấy là cái này nó di chuyển từ từ trung tâm ra bên trái khá ít đúng không ạ? Thì các bạn có thể để 10 frame hoặc 5 frame hoặc 3 frame. Đấy, thì càng nhỏ càng tốt thôi, để cho nó trộn lại với nhau cho nó tiết kiệm thời gian nữa mà. Thì ở đây mình để là 7 frame đi. 5 đi, để 5 frame đi. 5. Rồi, hãy chú ý là don't render final nhé, để tiết kiệm cái thời gian. Nó chỉ tính cái bước là irradiance map và light cast thôi, chứ nó không có qua cái bước render. Rồi bây giờ chúng ta lưu vào render output cái headphone, chúng ta lưu vào cái mục test. Rồi, test ở đây chúng ta ghi là test không. À, thôi khỏi, các bạn chỉ cần gạch ngang thôi nhé. Thì mỗi bức hình mà nó các bạn render ra ở đây á, sau cái dấu nhấp nháy ở đây nè, nó sẽ tự động thêm vào cho các bạn là 001, à, 000, không là 001, 002, 003, cứ tiếp tục như vậy cho đến 100 frame sẽ là 100. Còn định dạng thì mình sẽ nói cho các bạn luôn ở các cái định dạng như thế này. Thì trong phim ảnh á, thì các bạn nên sử dụng Target. Thì đó giống như là một cái truyền thống vậy á, khi mà người ta học về phim ảnh á, người ta sẽ sử dụng Target, giống như là nó được tạo ra để tốt cho phim ảnh, còn TIFF là tốt cho hình ảnh. Có nghĩa là khi các bạn render ra những bức hình mà để chỉ giống như để treo tường hay không á, rồi xử lý hình ảnh á, thì các bạn sử dụng TIFF. Thì TIFF được mệnh danh là ông hoàng của các định dạng về hình ảnh, có nghĩa là nó siêu tốt luôn. Cho dù cái bức hình của bạn chỉ có một màu trắng thôi, nhưng mà cái dung lượng của nó cũng như vậy, ví dụ như 10 MB đi, và cái bức hình của các bạn mà có 100 màu khác nhau nó cũng 10 MB luôn, có nghĩa là nó không có nén cho các bạn, nó để cái cao nhất. Rồi nhưng mà cái tag ga là dành cho phim á, thì nó có một cái lợi thế này, có nghĩa là bức hình của các bạn ít màu thì dung lượng nó thấp, cái bức hình của bạn nhiều màu thì dung lượng của nó cao. Đấy, thì nó chỉ như vậy thôi. Thì mình thích sử dụng truyền thống, mình sử dụng tag ga. Rồi, tag ga ok. Rồi đến lúc này nó sẽ hỏi ra bạn một cái bảng thông số của cái hình tag ga. Thì mình khuyên các bạn là nên để 24 thôi, chứ không cần phải để 32 đâu. 32 thì đẹp quá rồi, nhưng mà 24 nó ổn. Ở trong cái chế độ HDTV á, thì mình cảm thấy như là 24 nó cũng đủ cho các bạn rồi, chứ không cần nhất thiết phải là 32 đâu. Rồi ở đây là cái gọi là bit per pixel á, thì càng càng lớn thì nó càng mịn thôi, không có gì. Ok. Rồi. Đến đây thì mình bắt đầu có thể render được rồi. Render thôi. Đây, cái bước nó render. Đấy, nó cứ render như thế này cho các bạn. Và nó đang lưu cho các bạn đó. Đây nè, các bạn thấy cái quay không? Nó nằm ở đấy. Đây là cái tay cầm, cái này là ở đây cái quay cầm này.
này là cái miệng trà này, thì chúng ta sẽ đợi cho đến khi là nó render xong hết 100 frame thôi. Nhưng mà thực tế là chúng ta đã chia nhỏ ra thành 20 frame rồi, tại vì cái bước chúng ta render là chỉ có 5 thôi. Ok, nó đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái GUI lên. Mở cái GUI2 á, GUI2. Đây. Chúng ta sẽ xem bằng cái phần mềm Iradiant Map Viewer. Iradiant Map Viewer đây. Chúng ta hãy kiểm tra cái Iradiant trước. Rồi. Đây là cái Iradiant của chúng ta. Có nghĩa là tất cả những cái thông số của cái bức xạ mình quen gọi là Iradiant rồi. Giờ sang tiếng Việt mình lại quên. Cái bức xạ thì cái bản đồ đây nó đã ghi lại chính xác và chúng ta đã có một cái hình thù là một cái ấm trà. Rồi. Thì bởi vì chúng ta để là bước 5 5 5 5 frame một lần á, nó render thì nó cũng không có được mịn lắm, nhưng mà các bạn yên tâm, không sao cả đâu. Và bây giờ chúng ta tiếp tục. Chúng ta cứ tiếp tục thôi. Như cái Iradiant map là như vậy là được rồi. Rồi. Ở đây, sau khi mà các bạn render xong á, cái bước Iradiant Map với lại Layer Cake các bạn lưu rồi á, thì các bạn bỏ cái phần Don't Render Final này đi. Sau đó các bạn nhớ là đưa cái con số này về 1 nhé. Bây giờ chúng ta render là render ra render phim luôn. Ok. Sau đó là bây giờ chúng ta vào GUI chỉnh cái phần này. Và from file là để lấy cái file á. Đây mình sẽ lấy cái Iradiant map này lại. Ở dưới này Layercake mình cũng làm tương tự luôn, mình để from file. Đấy, sau đó là mình chọn là test Layercake ở đây. Rồi. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ render tiếp nhưng mà nó sẽ không có tính lại cái bước Iradiant map với lại Layercake cho các bạn đâu, mà bây giờ nó sẽ tính luôn hai bước đệm. Đó, nó đã được lưu vào máy của các bạn rồi. Ok, giờ thấy bạn thì nhớ đường dẫn rồi đúng không ạ? Rồi, tất cả các bạn kiểm tra ổn hết, render thôi. Đấy, như các bạn thấy là nó bỏ qua cái bước tính Iradiant Map với lại Layercake rồi. Bây giờ nó chỉ tập trung nó tính render final thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi đợi cho nó render xong. Đoạn này mình sẽ tua nhanh lên cho các bạn. Mình sẽ cancel nó một chút xíu. Để cho cái quá trình mà render nó nhanh lên trong cái phần test này, mình nghĩ là chỉ cần để cái này là một thôi. Rồi.
Ok, thì sau khi mà chúng ta render xong, chúng ta hãy vào folder mà chúng ta render để kiểm tra. Thì như các bạn thấy ở đây là tất cả đã được render xong. Tổng cộng là 101 bức hình và chúng ta sẽ sử dụng nó để ráp lại hình phim. Thì bước tiếp theo là mình sẽ mở After Effects lên. Mình sử dụng After Effects để ráp những bức hình này lại thôi, chứ cũng không có chỉnh sửa gì nhiều đâu, nó cũng khá là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những bước làm sao để gom những bức hình này lại thành một video đầu tiên. Ở trong cái giao diện của After Effects á, thì nó có cái phần là Project này này. Đấy, các bạn nhớ chọn cái chỗ Project này. Rồi. Các bạn chọn cái folder này, Test, các bạn cầm kéo thả vào đây. Đấy, sau khi kéo thả vào, các bạn nhấn double click vào để xem. Thì đây là cái phim ngắn của chúng ta và 100 frame thôi, tức là 3 giây mấy á. Rồi, các bạn thấy cái biểu tượng ở dưới này không ạ? Là Create New Composite. Các bạn chỉ cần kéo thả vào đây để chúng ta tiến hành render từ một cái composite. Đây, cái quy trình của nó là như vậy thôi. Rồi, bước tiếp theo là các bạn nhấn phím số 0. Các bạn nhấn phím số 0 nhé để cho nó render. Rồi, nhấn phím số 0 để render. Thì đây chính là cái phim của chúng ta. Rồi, sau khi mà các bạn nhấn 0 để render xong rồi á, trên trên After Effects á, các bạn nhấn Ctrl M. Thì ở đây á, nó sẽ chuyển sang cái render curve, là cái chế độ mà render xuất ra video cho chúng ta. Thì chúng ta chọn vào cái đầu tiên là cái setting output để chúng ta xem cái định dạng nào là phù hợp. Thì ở trong cái After Effects từ cái phiên bản 2017 á, thì nó rất là thiếu những cái định dạng này. Các bạn có thể thấy là nó bị thiếu những cái định dạng đơn giản như là H264, có nghĩa là định dạng MP4 mà dung lượng nhẹ. Thì các bạn có thể chuyển sang một cái phần mềm khác tên là Adobe, mình lộn rồi. Nó là Adobe Encoder. Đây, Adobe Media Encoder. Thì để sử dụng nếu như mà các bạn muốn xuất ra một cái video chất lượng cao á, thì các bạn chỉ cần chọn cái QuickTime là được. Là QuickTime nhé. Video chất lượng cao, xong rồi các bạn ok. Sau đó các bạn chọn cái đường dẫn. Đây là QuickTime MOV nè, của Apple á. Rồi các bạn chọn cái đường dẫn, các bạn lưu lại, xong rồi các bạn nhấn render. Lưu lại, xong rồi các bạn nhấn render, là nó sẽ xuất ra cho các bạn một cái video mà nó ráp lại giống như thế này. Tuy nhiên á, thì mình không có chỉ các bạn như vậy, mà mình chỉ thêm cho các bạn là xuất cái dạng video là MP4 H264. Thì để làm được điều đó, các bạn chọn cái phần composite ở đây. Các bạn hãy xuất nó sang add to Adobe Media Encoder World. Rồi, các bạn chọn vào nó. Và tất nhiên là các bạn phải cài cái Media Encoder này nhé.
phải cài cái này vào thì nó cũng khá là nhẹ thôi chứ cũng không có nặng đâu. Rồi sau khi mà các bạn chuyển nó sang đây á thì đây nó đầu xuất hiện lên rồi, video H264 này, thì các ở đây các bạn có thể chọn rất là nhiều cái định dạng khác nhau. Đây như H264 dành cho chuẩn Blu-ray này là cái chuẩn cao đó. Rồi có thể chuyển sang cái dạng là animation GIF là ảnh động mà các bạn có thể đưa lên website, Facebook cũng được. Đấy, ví dụ như Facebook. Đấy. Rồi, ở đây cũng có QuickTime luôn, MP4, các loại MP2, Blu-ray. Nhiều lắm, nói chung là khá là nhiều các định dạng. Mấy cái định dạng mà các bạn có thể chọn và cái mình thích mà nhẹ chính là H264. Rồi, đến đây mình chỉ có việc là chọn cái đường dẫn, chọn cái đường dẫn thôi. Chọn đường dẫn thì mình sẽ chọn vào cái project của chúng ta. Render output, headphone, test. Mình sẽ để bên ngoài nhé. Mình sẽ để là test. Ok, lưu nó lại. Lưu nó lại. Nó nhảy vào cái folder. Nên mình sẽ đặt tên nó là test teapot nhé, teapot. Rồi, ok. Ok. Và các bạn chỉ cần việc là nhấn play ở đây thôi. Đấy, nó khá là thủ tục, nó khá là đơn giản. Rồi, xong. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái này. Rồi, cái nó chỉ 5 mê thôi. Bây giờ chúng ta hãy xem cái thành quả của chúng ta. Đây, một đoạn phim ngắn về cái ấm trà của chúng ta. Thì như các bạn thấy là Iradiant Map, khi mà các bạn render ở cái chế độ coi như là cái mod hồi nãy á, đây là cái mod multi-frame incremental, tức là nó sẽ gom lại cho các bạn những cái Iradiant map này 20 frame, tại vì chúng ta chia nhỏ ra thành 5 5 5 lần frame một lần á, đinh 5 lần, đinh 5 frame một lần nên nó chỉ có lấy 20 frame thôi. Thì nó cộng lại với nhau. Thì hồi nãy là mình cũng cho các bạn xem là nó hình thù như thế nào rồi. Thì sau khi mà nó cộng lại với nhau á thì do đây là một cái animation tĩnh thôi. Thì nó mới 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 làm được cái kiểu multi-frame incremental này. Còn ở dưới á, hồi nãy á, cái light cast của chúng ta là chúng ta để fly through. Thì các bạn để vào đây các bạn có thể xem, người ta nói fly through là tính cái light cast cho cái animation mà chỉ có cam và cam nó di camera, là camera nó di chuyển theo các phương là x y z, tịnh tiến x y z thôi, và cùng và trục xoay orientation. Đấy, mà chỉ có như vậy thôi chứ không có vật thể mà chuyển động. Thế thì trong trường hợp mà vật thể chuyển động á thì chúng ta phải làm một cái phương thức khác. Các bạn không có dùng với phương thức này. Thì các bạn phải sử dụng cái chế độ là Animation Prepart và Animation Rendering. Thì Prepart á, ở đây mình sẽ nói luôn. Còn cái chế độ ở đây này các bạn để Single Frame nhé. Single Frame. Thì ở đây cái đoạn để vào thì nó sẽ nói là tính light cast cho mỗi frame animation. Đấy. Thì các bạn chọn single frame ở trên là animation prepart. Thì ở trong đây mình sẽ lấy ví dụ cái Iradiant mà hồi trước mình làm về cái cam 02. Đây, cái cam 02 mình sẽ đây là cam 01 nè. Rồi. 102 là có chữ bay vào. Bây giờ cam 03 là cam này.
Đây là cam 04, mà cam 04 là một cái cam animation này. Đấy, cam 04 và cuối cùng là cam 0006 và 07 đây. À, rồi. Thì các bạn thấy có những cái animation này á thì mình sẽ kéo xuống phía dưới một chút xíu. Mình đặt là name đi. Rồi, cam 07. Ví dụ như các bạn thấy ở đây có cái cam 07 nhưng mà rất là nhiều cam 07 phải không ạ? Sau đó mình đặt tên là IR. Đấy, còn những con số ở phía sau này nè. Đấy, đến 700 frame nè. Thì tức có nghĩa là 900 chứ hả? 900 frame. Là mình render từ 700 frame đến 900 frame, có nghĩa là 201 frame. Ok. Rồi. Thì tại sao nó lại nhiều như thế này? Thì khi mà các bạn render bằng cái animation prepass này nè, là dành riêng cho cái chế độ mà vật thể chuyển động. Đấy, phải nhắc lại là dành cho vật thể chuyển động. Thì nó sẽ render cho chúng ta tổng cộng là có bao nhiêu frame, nó render bấy nhiêu frame luôn. Thì cái này nó không có cho phép chúng ta là ăn gian, có nghĩa là không có cho phép chúng ta là mix trộn mấy cái frame này lại với nhau đâu. Này là người ta không có cho phép, nếu các bạn làm như vậy là nó sẽ bị sai đấy. Rồi, thì ở đây á các bạn cũng không có cần phải chọn Don't Render Final, bởi vì trong cái chế độ mà Render Animation Prepass á, tự động mặc định của nó là nó không có render final cho các bạn luôn, là nó chỉ dừng lại ở cái bước là irradiance thôi, là nó ngưng lại rồi là nó lưu thôi. Đấy, thì như các bạn thấy ở đây là nó lưu cho các bạn rất là nhiều đó, rất là nhiều cái irradiance map mà ở dạng animation. Thế thì còn cái single frame này nè ở Lightcat á thì các bạn cứ để cho nó render thôi. Đấy, các bạn cứ để cho nó render, không có gì cả, cứ để single frame. Bởi vì cái bước Lightcat ở đây á, so với cái chế độ mà animation ở đây á, là cái bước đệm. Có nghĩa là mặc dù irradiance map và Lightcat là một bước đệm cho cái bước render final, nhưng mà theo như mình hiểu á, và những cái mình làm á, và những tài liệu mình cũng đọc luôn á, thì khi mà các bạn để chế độ animation prepass này nè, cái Lightcat này nó tính xong rồi nó lấy cái đó để nó đưa vào, nó tính tiếp cái irradiance map của animation ở đây. Thì hầu như là khi mà các bạn tính xong á, các bạn cũng không cần phải from file cái này đâu, có nghĩa là from file nè, đấy là từ cái Lightcat này các bạn cũng có thể tắt nó luôn. Các bạn chọn None luôn. Sau đó là các bạn tính xong rồi nhé. Các bạn chọn Animation Rendering. Nè, Animation Rendering này. Rồi các bạn chọn vào cái frame đầu tiên. Bạn tích vào dấu 3 chấm ở đây nè. Rồi các bạn chọn vào cái frame đầu tiên. Ví dụ như ở đây là 900 frame đúng không? Từ 700 đến 900 đúng không? Thì các bạn chọn vào cái 700. Ví dụ ở đây là các bạn chọn vào cái 700. Tự động nó sẽ loát. Nó loát cho chúng ta là 701, 702, 703 cho từng frame mà nó tiếp tục nó render. Quá trình này hoàn toàn tự động và các bạn không cần phải làm bằng tay, các bạn chỉ cần chọn cái đầu tiên thôi. Thì cái Lightcat này á, các bạn để nó cũng được, để single frame như thế này sau khi render animation prepass xong á thì các bạn để nó cũng được, không sao cả, bởi vì nó cũng sẽ chẳng tính đâu các bạn. Có chắc chắn là một điều là nó cũng sẽ không tính đâu, và nó sẽ render cái animation rendering này luôn. Rồi, thì sau khi các bạn render xong đó, thì các bạn cũng wrap file giống như vậy, có nghĩa là bạn bỏ vào một cái folder, nhớ là bỏ vào cái folder cho nó dễ, xong các bạn kéo thả vào cái phần mà After Effects ở đây là cái phần project nè. Đấy, xong rồi các bạn kéo về cái composite ở đây. Sau rồi các bạn, nếu mà các bạn
cảm thấy như là không cần phải để cái chế độ cái mã là H264 á cho nó nhẹ, thì các bạn cứ render QuickTime luôn cho nó đã. Có nghĩa là hình hình ảnh coi như là sống động luôn. Thì không cần phải nén. Thì mà nén thì tùy các bạn thôi. Ok, thì đó là cái nội dung mà mình muốn truyền đạt cho các bạn trong cái phần mà render animation. Thì đó là những thứ cơ bản thôi các bạn. Còn những thứ phức tạp hơn nữa, ví dụ như là bây giờ mình sẽ nói về cái lỗi. Đó, thì trước hồi hồi nãy á là mình có nói về lỗi của animation thì khắc phục như thế nào đúng không ạ? Thì những cái lỗi đó thì mình đã trải qua rồi. Nhưng mà ở đây á là mình sẽ nói trực tiếp trên 3D luôn. Cái lỗi thứ nhất là các bạn render animation mà ví dụ như cái vật thể của các bạn là cái ấm trà này đi, nó chuyển động hoặc là nó có bất kỳ một cái animation nào đó làm biến dạng cái ấm trà này mà các bạn để chế độ single frame. Single frame nè, ở dưới cũng single frame luôn. Bất kể như là các bạn để cái use camera path hay không. Không có thì chắc chắn lỗi nó còn nặng hơn nữa cơ. Đây. Thì cái lỗi thứ nhất là cái file của các bạn rất nhiều, nhiều scene, nhiều object trong một scene á, nhưng mà các bạn để light quá thấp. Đấy. Có nghĩa là nó phóng những cái tia light ra, nó chia ra 1.000 lần, subdivide ở đây nè, nó chia ra 1.000 lần. Cái bức hình này nó chia ra 1.000 cái miếng nhỏ đây nè, xong rồi nó bắn những cái tia vào. Thì các bạn nếu mà để quá thấp thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là nó flick. Flick ở đây á, là cái chữ mà các bạn có thể thấy là có một cái chữ cái dòng thứ ba từ dưới đếm lên á. Các bạn đọc ở đây nè. This is useful for avoid flicking in animation. Đó, cái flick ở đây á, là cái đó. Nhưng mà tất nhiên là mặc dù các bạn đã chọn cái use camera path để giảm thiểu rồi, nhưng mà cái nếu cái số này quá nhỏ nó vẫn có. Làm animation á, kinh nghiệm của mình á là đúng là theo cái bảng này hướng dẫn là từ 3.000 trở lên. Và những cái animation lớn á thường là mình để 4 đến 5.000. Đó. Mình không hề tiết kiệm trong cái vấn đề này. Tiết kiệm là tiết kiệm thời gian đó, mình không hề. Có nghĩa là mình nếu mà mình muốn muốn render đẹp á thì mình phải chấp nhận render ngay từ đầu nó lâu. Chứ lúc sau mà các bạn cảm thấy nó bị lỗi á, các bạn phải render lại á thì nó còn tốn tiền điện hơn là lúc mà các bạn làm cái bước này. Bởi vậy nên thà để cao ngay từ đầu còn hơn. Còn về các bạn render những cái nội thất bình thường á, ví dụ như những cái công ty nội thất á, mà các bạn render những những cái căn nhà, những cái bàn, cái ghế hay là cái giường đấy chẳng hạn, thì kinh nghiệm của mình là từ 2.000 cho đến 3.000 là đủ rồi. Đừng nên sử dụng 1.000 thì nó cũng sẽ có những cái nhấp nháy, những cái flick đó mà các bạn sửa rất là khó. Rồi cái lỗi tiếp theo mà các bạn thường mắc phải đó là cái phân biệt giữa cái scene và cái work này. Đây thì mình có một mình sẽ vẽ ra cho các bạn thấy. Ví dụ như là cái đây là cái mặt đất đúng không nào? Đây là cái object của chúng ta. Đấy. Và đây là cái camera của chúng ta. Nếu như mà các bạn á mà camera của các bạn nhìn nhìn từ góc dưới 45 độ á, dưới 45 độ. Có nghĩa là từ 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 đây nè, ở đây ra đây nè, đó camera nó nằm ở trong khu vực này, nó chiếu xuống dưới nè, mà các bạn trong cái khung hình của các bạn á, đây là cái khung hình màn hình của các bạn nha, mà cái vật chính của các bạn á nó chiếm khoảng 2 phần 3 thì các bạn nên sử dụng scene.
cho nó tiết kiệm. Tiết kiệm ở đây là cái tiết kiệm thời gian á, có nghĩa là nó cái quá trình nó làm việc nó sẽ bị rút ngắn lại đấy. Rồi còn cái work á thì nó sử dụng trong cái trường hợp, mình sẽ vẽ lại ở đây, thì nó trong cái trường hợp mà cái góc nhìn của chúng ta á, nó rộng 360 độ luôn, 360 độ luôn, thì camera của chúng ta quay tùm lum hết, mà thậm chí không phải quay nữa mà nó đi tới luôn, đi tới giống giống như những cái cảnh phim mà các bạn đang chạy đúng không, cuối hành lang các bạn rẽ qua một bên đó, xong rồi gặp gặp một ai đó, xong rẽ qua một bên nữa, xong rồi mở cửa ra xong rồi gặp một ai đó nói chuyện đấy, cái quá trình camera nó đi dài dòng như vậy thì các bạn không thể nào mà chọn scene được. Scene là nó giống như là cái này nè, scene là giống như thế này nè, camera nó chỉ coi như là quay cái xung quanh một cái khu vực nhỏ thôi, những cái khu vực lớn thì các bạn nên sử dụng work đấy, thì nó chỉ khác nhau ở chỗ đó về cái kinh nghiệm của mình thôi, kinh nghiệm làm việc của mình thôi. Còn những cái con số ở dưới này nè, thì trong những cái bài giảng animation cụ thể về 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 coi như là chuyên nâng cao á, thì mình sẽ nói ở đây, thì các bạn cũng có thể tự tự đọc tiếng Anh, thì các bạn cũng có thể tự tìm hiểu. Và ở đây nó nói là hai á, số 2 á là tốt cho cái still image. Still image là cái kiểu mà các bạn render có một hình nè, ở đây nè, render có một hình nè, gọi là still image. Còn còn cái số 8 á là tốt cho animation đấy, là tốt cho animation, có nghĩa là giả sử như cái ấm trà này mà nó di chuyển hoặc nó biến dạng á, mình dùng pen á, mình uốn qua uốn lại á, thì mình để 8 thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ giảm cho chúng ta cái lỗi. Thì ở đây người ta cũng nói rồi, nhưng mà trong trường hợp này là chỉ có cam di chuyển thôi thì mình để 2, số 2 vẫn được, và cái vật này nó quá đơn giản nên nó không thể nào mà nó phức tạp được nữa, nên nó không 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 có lỗi ở đây đấy. Thì các bạn có thể yên tâm, các bạn có để 2 được. Và hồi trước á mình có làm những công ty mà làm phim á, thì để con số này là 2 thì vẫn làm animation được các bạn, không sao cả, không sao hết. Tại vì nếu mà cái animation của các bạn mà ít á, thì nó sẽ nó cũng không có xảy ra lỗi đâu. Chỉ có những cái animation mà nhiều á thì bắt đầu nó tính toán phức tạp á, thì lúc đó nó đè nó, các dữ liệu nó bắt đầu nó đè lên nhau, mà nó đè lộn với nhau á, đè chồng lên với nhau á. Ví dụ như animation mà cái ấm trà này nó nghiêng qua bên này đúng không, xong có viên đá bay vô làm vỡ cái ấm trà này, thì tất nhiên là lúc đó animation nó sẽ rất nhiều rồi đúng không, cái ấm trà mà bị vỡ ra animation rất nhiều rồi, nên nó cần phải tính nhiều hơn. Ok, thì đó là cái thì đó là cái mà mình muốn nói về cái animation để tránh cái lỗi. Thế còn ở trên cái Iradian Map thì sao nè, trên cái Iradian Map thì mình đã nói rồi, các bạn càng để cao các bạn càng ít lỗi, và cái very high này là gần như tương đương với lại brute force. Tới thời điểm hiện tại thì mình test tất cả những cái animation mình làm thì very high là nó là gần như là không có sự khác biệt nào đối với brute force cả. Rồi thì các bạn cứ cân nhắc sử dụng nó. Còn cái subdivide này nè, các bạn càng để cao thì càng tốt thôi, nhưng mà hãy chú ý ở đây nó có một cái dòng nó ghi là nề là cái giá trị mà nhỏ thì nó sẽ tính nhanh, tính cái quá trình tính nó sẽ nhanh, nhưng mà lỗi thì nó sẽ bị nhấp nháy đấy. Thì còn cái giá trị mà cao hơn á thì nó sẽ làm cho bức hình của chúng ta nó mượt mà, thì nó sẽ tính rất là lâu. Còn về interpolation sample và interpolation frame ở đây á, thì mình sẽ nói luôn là các bạn chỉ chỉnh nó được ở trong
cái animation rendering ở đây. Đây. Đây đi ha. Có nghĩa là cái bước ở đây nè. Các bạn càng nâng nâng cao nó lên á, ở đây nè, có nghĩa là nó sẽ trộn. Nó giống như là multi frame incremental vậy. Thì mặc định á thì nó để hai, tức là hai frame nó sẽ trộn lại với nhau và nó thấy cái nào mà nó có sự chênh lệch khác biệt quá á, thì nó sẽ tự tự nó triệt tiêu cái đó đi, có nghĩa là nó tự nó xem cái đó là lỗi. Ví dụ như ánh sáng đang sáng tự nhiên tắt một phát, hoặc là nó bị màu đen đúng không, tự nhiên nó chuyển sang frame kia nó màu xám, thì nó đổi đột ngột như vậy nhưng mà không nằm trong ý đồ của chúng ta, có nghĩa là không có nằm trong cái ý đồ animation đèn hoặc là animation ánh sáng, thì nó sẽ tự động nó hiểu đó là lỗi và tự nó triệt tiêu với nhau đấy. Cái hay của interpolation frame là như vậy. Thì con số tốt nhất mà người ta khuyên ở đây là từ 10 đến 25 cho animation. Con số nhỏ hơn đó thì nó con số nhỏ hơn thì nó sẽ tính nhanh hơn thôi, nó render nhanh hơn thôi, nhưng mà nó sẽ không có chất lượng. Thì dành cho animation thì các bạn nên chú ý một chút xíu là như vậy. Rồi, còn một câu nói nữa mà mình muốn trước khi kết thúc cái phần mà tác gợi ý ở đây á, đó chính là thời gian mà các bạn bỏ ra để các bạn render test khoảng vài giây á, 30 frame một giây đúng không, thì các bạn test vài giây các bạn cảm thấy ổn rồi thì nó cực kỳ quý báu. Bởi vì sau này á mà các bạn mới chỉ render có một hình thôi mà các bạn thấy ổn rồi, các bạn render một chuỗi hình khoảng 10 giây tè le lỗi luôn, thì lúc đó nó sẽ cực kỳ lãng phí. Lãng phí là lãng phí thời gian cho các bạn. Bởi vậy nên cái bước mà render test, gọi là render kiểm tra, cực kỳ quan trọng. Các bạn nên nên bỏ ra khoảng một ngày để render test tất cả những gì mà các bạn làm. Sau đó các bạn muốn làm gì thì làm. Bởi vì lúc đó thì mình nghĩ là các bạn đã ngộ ra rất là nhiều điều rồi. Lúc đó các bạn sẽ biết được file của mình đã sẵn sàng để render thật chưa, gọi là render final chưa. Đấy, thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình muốn muốn nói với các bạn là như vậy. Thì chúng ta bây giờ chúng ta hãy quay lại với cái file của chúng ta. Cái file mà bây giờ mình tạm thời mình tắt cái này đi. Ok, tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái tai nghe của chúng ta. Thì như các bạn thấy là cái file cái tai nghe của chúng ta thì mình sẽ nói về cái phần camera. Thì ở đây là các bạn thấy mình đặt tên không ạ? Đây là một cái kinh nghiệm đặt tên của mình nhé. Có nghĩa là cái tên của các bạn đặt cái camera ở đây nè. Select camera. Đằng sau mỗi cái tên của camera mình có ghi cái số frame của cái camera, tức là từ 0 đến 150. Từ 0 đến 150. Đấy. Rồi. Có những cái cam á nó không phải từ 0, ví dụ như cam 4 đi, từ 300 đến 600 đi. Tại sao lại như vậy? Tại vì mình có những cái animation á, mình muốn nó bắt đầu từ 300, tại vì trước đó 300 mà mình làm animation nó sẽ bị ảnh hưởng tới những cái cam khác cũng nhìn vào cái góc đó. Các bạn hiểu không ạ? Cũng cái góc này, ví dụ như cũng cái góc này. Đây, cũng cái góc này. Có rất là nhiều cam tập trung vào nó. Và chỗ này mình không có muốn làm animation và mãi đến 300 frame. Đây. Mãi đến 300 frame nó mới xuất hiện cái animation ra. Đấy, hiện tại là 450. Đấy. Thì đây là cái kinh nghiệm mà đặt tên cho chúng ta, để khi mà chúng ta mà bước vào cái quá trình render không có phân vân gì nữa, thì nhìn vào con số này và gõ trong cái gõ trong cái command này. Đấy, trong cái time output ở đây, cái phần range ở đây này,
đấy, rank, bạn gõ vào con số đầu, con số cuối thôi là ổn rồi. Đấy. Cái tiếp theo mà mình muốn nói, ngoài cái đặt tên này ra nè, thì các bạn cũng có thể kiểm tra cái animation này. Kiểm tra cái animation này bằng cách render cái viewport ở đây. Đó, cái render cái viewport thì các bạn có thể vào cái phần tool rồi thì preview grab viewport, xong rồi các bạn chọn create preview animation hoặc là nhấn shift v thì đấy đấy, ví dụ như bây giờ mình vào đây mình create preview animation, nhấn vào xong rồi nhỏ gõ số frame ở đây, gõ vào là 300 rồi, ở đây là 600 ví dụ như thế này chẳng hạn. Rồi ở đây cái tỷ lệ khung hình này nó tương quan với lại cái output của chúng ta, cái khung hình ở bên ngoài á, 50 ở đây là 50% nhé. Thì render viewport thì chắc cũng chỉ cần như vậy thôi. Rồi những cái này là các bạn chỉ cần thể hiện là geometry, tức là những cái khối hình học thôi. Rồi những cái này các bạn bỏ đi cũng được, mà để cũng không sao, bởi vì cái file của mình không có cái này. Rồi các bạn có thể chọn một cái file AVI mẫu đấy, chọn cái mã codec thì mình thường hay sử dụng là cái Microsoft Video đấy, chất lượng là 100%. Ok rồi, bây giờ mình sẽ create nó. Thì như các bạn thấy đây là mình đang render, nhưng mà render dạng viewport thôi, có nghĩa là mình giống như render thật đó, nhưng mà đây chỉ là cái viewport thôi. Mình kiểm tra animation coi có đúng ý đồ của mình không. Rồi sau khi nó tạo xong á thì nó sẽ cho các bạn xem mẫu đấy, ví dụ như thế này đấy, là sao các bạn có thể kiểm tra animation bằng cách này. Thì thông qua cái bài giảng này mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà các bạn setting cơ bản để render một cái animation, rồi giúp cho các bạn hiểu cho là các cơ bản về về cách chọn những cái mod, những cái chế độ đây, những cái chế độ ở đây khi nào thì sử dụng multi-frame incremental, khi nào sử dụng single frame, và khi nào sử dụng animation prepart và animation rendering. Rồi ở dưới like get thì mình cũng đã nói luôn về các chế độ như là fly through, from file, single frame. Thì đó là những cái hết sức cơ bản của cái render animation bằng cách sử dụng irradiant map và like get. Ngoài ra để các bạn có thể render những thước phim đẹp, coi như là không bị lỗi, các bạn có thể sử dụng brute force ở cả primary engine và secondary engine ở đây cũng được. Về phần setting thì mình cũng nói sơ qua cho các bạn, về bây giờ mình sẽ nói sơ qua cho các bạn là nếu như các bạn để đi cái memory limit này, dynamic memory limit này á bằng không, tức là có bao nhiêu RAM là bao nhiêu cái này này các bạn, RAM memory mà được sự đang có trên máy của các bạn thì V-Ray sẽ lấy cho các bạn hết nếu như cần thiết, có nghĩa là nếu như cần thiết thì sẽ lấy hết, còn nếu như không thì nó sẽ không, nó sẽ chỉ dùng trong một cái giới hạn nào thôi. Thì các bạn có thể chỉnh cái con số này là con số bao nhiêu MB cho các bạn. Ví dụ như máy mình hiện tại là 32 GB RAM. 32 GB thì mình có thể giới hạn cho việc cái phần mềm 3D Max này render như là chỉ có khoảng 24 GB thôi. Ví dụ như vậy. Thì còn những 8 GB còn lại thì sẽ được sử dụng vào việc khác.
thì máy sẽ đỡ bị treo hơn đấy. Và mình cũng nói luôn về các trường hợp muốn render nhanh, render chậm thì các bạn có thể điều chỉnh trong noise threshold bằng cách tăng giảm con số này. Mặc định của con số này là 0.01. Và đó là những gì mà mình muốn 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 truyền đạt cho đến các bạn, những cái cách là animation render ra một bước bộ phim. Thì thông thông qua khóa học này, mình mong các bạn thực hành nhiều hơn và sẽ tiếp tục những cái khóa học animation nâng cao để tiếp thu những cái kiến thức mới và làm được những bộ phim mà các bạn hằng mong ước. Cảm ơn các bạn.